Dù hiện nay Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn là rất lớn. Do đó, ngay trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp khẩn với các quận huyện và cơ quan liên quan để tìm giải pháp ứng phó. Ước tính hiện có khoảng 25.000 người Hàn Quốc và Nhật Bản đang làm việc tại Hà Nội, trong đó nhiều người mới nhập cảnh. Chính quyền thành phố giao công an rà soát các công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đang lưu trú trên địa bàn, yêu cầu tất cả các trường hợp đến Việt Nam từ ngày 18 tháng 2 có trách nhiệm thông tin về lịch trình và tình trạng sức khỏe. Riêng tại quận Hoàn Kiếm, từ ngày mai sẽ kiểm tra và giám sát với những người từ Hàn Quốc, Nhật Bản tạm trú hoặc là đi du lịch tại các khách sạn. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông báo chính quyền nước này đã nâng mức báo động về dịch COVID-19 lên mức đỏ trong bối cảnh nước này đã ghi nhận ca tử vong thứ 5 trong ngày hôm nay và 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 602 ca. Theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh các nhà chức trách nước này sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có tiền lệ và có thể nằm ngoài hạn chế của pháp luật, trong đó có ngăn chặn hoạt động của giáo phái Tân Thiên Địa nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Giới chức cũng yêu cầu những tín đồ của giáo phái này hợp tác, không lẩn trốn và tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Đồng thời đề nghị người dân Hàn Quốc không tham gia các hoạt động tập thể. Ngoài thành phố Daegu, ổ dịch lớn thứ hai của Hàn Quốc, đó là bệnh viện Daenam ở huyện Jeongdo, nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này và hiện đã có tổng cộng là 114 ca nhiễm và các bệnh nhân, cùng với đó là các nhân viên y tế. Trong một thông cáo báo chí ra cùng ngày hôm nay, thì giới chức Hàn Quốc cũng cho biết là nước này sẽ hoãn khai giảng năm học mới trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Theo đó, thì năm học mới tại tất cả các cấp học trên khắp Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 tới đây, tức là muộn hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Ước tính hiện có khoảng 4.000 lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại khu vực tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Lao động, thì chưa có trường hợp người Việt nào tại nước này mắc bệnh COVID-19. Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc trong trường hợp cần sự hỗ trợ có thể liên hệ tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã đề nghị Cơ quan Quản lý Lao động và các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin và yêu cầu người lao động phải tuân thủ hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh. Đáng lo ngại hiện nay đó là hàng chục nghìn người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc lại chưa được thống kê và giám sát. Hàn Quốc đang khuyến khích những lao động này đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị trong trường hợp nghi ngờ lây nhiễm. Trước thực trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh lên tới 79 người và 2 trường hợp đã tử vong, chính quyền Italia đã phải phong tỏa nhiều điểm nóng của dịch bệnh này nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Cụ thể là sắc lệnh của chính phủ được áp dụng với 10 thị trấn thuộc khu vực điểm nóng dịch bệnh, quy định cấm người dân ra vào các khu vực bùng phát dịch bệnh, hoạt động đặt dưới sự giám sát của cảnh sát, đóng cửa các trường học, cửa hàng và bảo tàng, ngừng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và cơ quan nhà nước có những hoạt động không ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, tạm dừng các cuộc thi và hạn chế di chuyển. Italia là quốc gia khu vực đồng euro đầu tiên đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc. Dù Trung Quốc vẫn là nơi có nhiều ca nhiễm và tử vong nhất trên thế giới, tuy nhiên hiện đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy là dịch COVID-19 đang tiến triển nhanh ở các quốc gia khác, khiến gia tăng những lo ngại sẽ hình thành những ổ dịch trong cộng đồng bên ngoài của Trung Quốc. Dịch COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, khi mức bùng phát kỷ lục được ghi nhận lên tới hơn 100 ca nhiễm chỉ sau một đêm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đánh giá rằng dịch COVID-19 đã bước vào một giai đoạn mới. Nhiều ca nhiễm được ghi nhận tại Daegu và Jeongdo, không có mối liên hệ nào với ca bệnh trước đó. Trong khi đó, Nhật Bản cũng là một trong những nơi có nguy cơ lây lan cao bên ngoài Trung Quốc. Đất nước này ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh ở nhiều khu vực rải rác trên khắp cả nước và vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn lây nhiễm. Nhiều khu vực ở Nhật Bản có những trường hợp lây bệnh không rõ nguồn gốc. Bây giờ là giai đoạn quan trọng để thực hiện các biện pháp để ngăn sự lây lan của dịch bệnh sang các vùng mới, cũng như khống chế tốc độ gia tăng bệnh nhân. Chính phủ Nhật Bản bị chỉ trích là đã thực hiện quy trình cách ly du thuyền Diamond Princess quá lỏng lẻo và để lọt ít nhất 23 hành khách không được xét nghiệm lần hai. Đây có thể là một thùng thuốc nổ. Hiện tổng số hơn 1.000 hành khách đã rời tàu tính đến cuối ngày 21 tháng 2. Ngoài khu vực Đông Á, trong tuần này, các ca bệnh mới đã được phát hiện tại Iran, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban, Italia. 6 người ở Iran, 2 người ở Italia đã thiệt mạng. Italia đã trải qua đợt tăng đột biến lên 79 người nhiễm bệnh. Giới chức y tế cũng lo ngại về nguy cơ dịch bùng phát trong nội bộ từng nước.
Những trường hợp mà chúng ta thấy ở phần còn lại của thế giới, mặc dù con số rất nhỏ, nhưng không liên quan đến Vũ Hán hay Trung Quốc. Đây là điều đáng lo ngại. Cánh cửa cơ hội để kiểm soát COVID-19 vẫn còn đó, nhưng nó đang đóng hẹp lại. Và đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động thật nhanh chóng, bao gồm cả vấn đề tài chính. Hiện tại chúng ta chưa thấy điều đó. Cánh cửa cơ hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc ra các nước khác thực sự đang dần khép lại, đồng nghĩa dịch bệnh có thể lây lan theo bất cứ hướng nào và các quốc gia cần chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, những người nghi nhiễm được khuyến cáo là nên ra trình diện để được xét nghiệm. Tại Trung Quốc thì đã có ít nhất là 10 tội phạm ra đầu thú trong bối cảnh nước này thắt chặt kiểm soát hoạt động của người dân để ngăn chặn dịch. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết là các tội phạm bị truy nã rất khó lẩn trốn do giới chức kiểm tra nghiêm ngặt thẻ căn cước, đo thân nhiệt và thiết lập các chốt chặn trên nhiều tuyến đường. Bên cạnh đó thì nỗi lo về bệnh dịch cũng đã khiến cho các đối tượng tội phạm lo lắng và do đó đã chấp nhận tự nộp mình cho cảnh sát để được hỗ trợ y tế nếu nhiễm bệnh.